Với sự xuất hiện của đạn xa súng số 96, Điêu Văn Quốc số 20 và Vạn Văn Đạt số 33. Đây là cái đạn xuất sắc nhất vùng Tây Bắc tham gia trình diễn của khán giả của chúng ta. Và vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai theo tôi là khoảng cách từ 20 mét thôi. Vị trí thứ ba của đạn tăng tốc rất nhanh. Vâng, chúng nó chạy rất đẹp và bám cua rất an toàn. Số bao nhiêu đây? 33. 33 và Văn Nam. Và tiếp đó là 20 Điêu Văn Quốc. 96 cố lên. Vâng, chúng ta bạn đang ở vị trí thứ 3 như đang tăng tốc rồi. 96. Nhưng nó chạy rất đẹp. Tuy nhiên rằng là tốc độ mặc dù là không có máy bắn tốc độ nhưng mà không dám chạy nhanh. Thời tiết vẫn là 33. Cái tràng pháo tay rất lớn cổ vũ cho 33. 33 còn một vòng nữa. 20 còn một vòng nữa. 20 còn một vòng nữa. Chúng ta bạn tên rồi, cũng đang được đẩy về đến gần đến nơi rồi, vẫn sáng hoa thôi. Cố lên, cố lên 96 ơi. Vâng, và bây giờ bắt đầu tăng tốc rồi. Sao ạ? Như vậy là 33 cũng đã cán đích đầu tiên. Xin chúc mừng số 33 và Văn Nam đã cán đích đầu tiên. Và chắc chắn rồi, 20 Điêu Văn Quốc cũng đã cán đích. Vâng, lúc này thì các thí sinh chúng ta đang điều khiển tuấn mã bay giữa ngàn hoa và vượt qua khu thứ ba rồi. Đội trọng tài báo vòng chúng ta đang theo dõi. Vâng, đang là số thứ ba, số 28 và Văn Quyết đang dẫn đầu. Tất nhiên là vị trí thứ ba và vị trí thứ nhất cách nhau đây, tôi nghĩ là chừng một phần 20 giây rồi, không có gì gì cả. Được cả thứ nhất là cửa hai. Chuẩn bị cho sự đổi ngôi cho vị trí thứ hai và vị trí thứ ba. Cứ như vậy, vị trí thứ hai và vị trí thứ ba đã có sự, vị trí thứ ba có sự vận động rất nhanh và đã vượt lên được vị trí thứ hai rồi. Đuối rồi, có trắng đuối rồi. Ngân đầu của nhà vẫn là 28 và Văn Quyết. Cứ như vậy. Ông Giang muốn đi coi. Tiếp đó là 82 và 33 cũng đang tăng tốc. Còn một vòng nữa, còn một vòng nữa. Một thời tiết rất tuyệt vời. Đúng là Sapa hè cứ như du. Chỉ là không khí cứ du nhiều người. Ông Giang vượt ơi. Và quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với lượt vượt. Ông Giang vượt đi coi. Lần thứ 5 ơi. Vào đây mẹ ơi. Sự kiện bóng đồ ở trên đây được khởi tranh từ ngày 15 tháng 7. Và sau 15 ngày thi đấu sôi nổi ở vòng sơ loại, hôm nay ban tổ chức đã nhận được 14 ngày vừa mới nhất tham gia thi đấu chung kết. Và hôm nay là ngày 14 tháng 8 của thi đấu chung kết. Dạ. 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 Dạ.
Chúng tôi đề nghị tất cả các bạn sẽ đi vui được một chút nhà hoàn toàn. Thưa các bạn, như vậy là giờ thi đấu ngày và bắt tiếp đã bắt đầu rồi. Với sự xuất hiện của vàng băng đan số 82 và băng đan số 90 và vàng băng tuyết số 28. Vâng, các thí sinh chúng ta đang tăng tốc rồi. Cùng cùng vượt đuổi hết sức vào cùng giữa vị trí thứ 3 và vị trí 2. Chúng ta đi khoảng cách khá và vị trí thứ nhất. Vâng, các
Chị lên à? Vâng vâng.